hôm nay mình xin đập hộp cho các bạn xem chiếc G-Shock GA100C 4A của chúng ta nhé. Và như tất cả các mẫu G-Shock GA100 khác thì cái mẫu G-Shock GA100C 4A này của chúng ta thì sẽ được sử dụng module 5081, một cái module rất là quen thuộc với các bạn yêu thích dòng G-Shock GA100 đó. Và đây là cái sách hướng dẫn sử dụng với 6 thứ tiếng và chức năng thì sẽ được liệt kê rất là chi tiết ở trong cái quyển sách này. Và nếu mà các bạn nào mà thông thạo về tiếng Anh thì các bạn hãy tham khảo cái sách hướng dẫn sử dụng này, nó sẽ rất là chi tiết và nó mô tả rất là trực quan và giúp cho các bạn nắm rất là rõ về các cái chức năng trên chiếc G-Shock GA100 của chúng ta. Và trong clip này mình cũng sẽ xin giới thiệu cho các bạn những cái tính năng cơ bản của chiếc GA100C 4A này. Và đây là cái sách bảo hành quốc tế International Warranty Card với các cái điều kiện để bảo hành đó, nó sẽ được liệt kê ở đây đó. Và những cái gì nằm trong hạng mục bảo hành và cái gì mà nó không được bảo hành thì Casio G-Shock cũng sẽ ghi rõ ở trong cái quyển sách này. Và nó còn có cả cái danh sách những cái thành viên trong hệ thống bảo hành quốc tế Member of Casio G-Shock International Warranty Network của Casio trên toàn cầu. Và khi mà các bạn đặt mua online tại Belo hay là mua trực tiếp tại Belo thì các bạn đều được đi kèm với cả cái thẻ thay pin G-Shock miễn thẻ bảo hành quốc tế này đó. Và nó sẽ giúp cho các bạn là được bảo hành ở trên toàn cầu, ở trên tất cả các cái đối tác của Casio trên toàn cầu. Vâng ạ. Và chiếc G-Shock của chúng ta GA100C 4A được trang bị một chiếc hộp G-Shock lục giác. Vâng, một chiếc hộp kim loại màu đen bóng với logo G-Shock màu đỏ và logo G-Shock với chữ G rất là quen thuộc với chúng ta. Và các thông tin cơ bản thì là G-Shock C1983, Shock Resist và Water Resist 23, những cái tính năng làm nên tên tuổi của G-Shock trên toàn cầu. Vâng ạ. Và xin chào các bạn, xin chào bạn Trần Ly, xin chào bạn Lý Nhật Nam. Rất là cảm ơn bạn đã theo dõi clip của Belo. Vâng ạ, và đây trên tay tôi đây chính là phiên bản G-Shock GA100 màu đỏ, có thể nói là rất rất hiếm trên thị trường hiện nay. Đó là chiếc G-Shock GA100C 4A. Vâng ạ, rất đẹp, có thể nói là rất đẹp. Và dây và vỏ của nó đều được làm bằng nhựa với màu đỏ mờ. Đó, nhìn nó màu đỏ này nó khá đậm một chút và nhìn trông nó sẽ rất là đẹp. Vâng ạ, xin chào bạn Nguyễn Duy An. Xin chào bạn, xin chào tất cả các bạn. Và logo G-Shock Protection Adjust Mode Reverse Forward đó thì đều được in chìm, được in chìm và phủ một lớp sơn màu sơn đen mờ. Và một cái điểm đặc biệt là mình rất là thích trên chiếc này đấy chính là cái viền benzen này, các cái nút bấm này đó, viền benzen, nút bấm rồi là các cái tách ở trên này thì nó rất là đồng bộ với nhau và nó rất là nổi bật trên cái một cái nền đỏ. Và nhìn cái tổng thể về thiết kế thì nó rất là hài hòa và rất là đẹp đó. Và nó chỉ có cái phần là các cái vạch chỉ giờ này đó, nó được sơn phủ lớp sơn màu trắng đó. Và ở đầu kim thì Casio cũng phủ cho chúng ta lớp sơn màu trắng. Điều này nó sẽ giúp chúng ta dễ dàng xem giờ hơn và dễ dàng định vị được bây giờ là mấy giờ đó. Và xin chào bạn Đào Thanh Nguyễn. Cái mẫu này cổ tay 16,5 thì đeo sẽ rất là đẹp, vì cổ tay của bạn còn to hơn cổ tay của mình đó. Bạn đeo nó sẽ rất là đẹp, bạn yên tâm. Và chiếc G-Shock GA100C 4A này của chúng ta sẽ có các cái tính năng chính là chống sốc, chống nước ở mức 200m, chống từ, bấm giờ thể thao, giờ báo thức và bấm giờ đếm ngược đó. Và trong clip này mình cũng sẽ xin giới thiệu cho các bạn những cái tính năng của chiếc G-Shock GA100C này. Và ở trên màn hình mặt đồng hồ của chúng ta sẽ có hai cái màn LCD chính và hai cái màn LCD phụ và một cái vòng đồng hồ phụ ở đây. Và cái này thì nó có các chức năng là bảo hiển thị cho các bạn là các cái chức năng nào đang được bật, ví dụ như là Align này đó, Align này, Sync này, bạn có bật tín hiệu tròn giờ không này, bạn có bật giờ tự động, đèn tự động hay không này, Snoozy này, SNZ này, bạn có bật báo thức lặp hay không này, và Alarm viết tắt là AL, bạn có bật báo thức hay không. Và cái này vòng này là vòng
phần nghìn giây này, đây là phòng vòng phần trăm giây này, cái này thì nó sẽ hiển thị khi mà bạn truy cập vào chế độ bấm giờ thể thao đó. Và đây là cái chế độ xem giờ thông thường, thì các bạn có thể chuyển xem ngày này 26 tháng 7 hoặc là 5:19 đó, ở nút forward này nó sẽ thay đổi cái thông tin hiển thị trên cái màn LCD này, nó sẽ giúp cho các bạn là thuận tiện hơn. Ví dụ là bạn nào thích để giờ số thì bạn có thể để thế này, còn nếu mà bạn muốn xem ngày thì bạn hãy để cái chế độ hiển thị này. Và để chỉnh giờ thì các bạn giữ nút adjust đó. Thì bây giờ múi giờ của nó đang là Tokyo, là múi giờ mặc định của nhà sản xuất đó, và mình sẽ chỉnh về múi giờ của BKK, là múi giờ của thành phố Bangkok, và nó sẽ trùng với múi giờ của Việt Nam chúng ta. Vâng, và bây giờ là 3:19:53 đó, và các bạn có thể đổi bằng nút mode sang các cái chức năng khác để các bạn chỉnh. Ví dụ là mình chỉnh về định dạng 24 giờ cho nó dễ xem này, rồi các bạn cũng có thể là chỉnh năm ngày và thời gian sáng của đèn này đó. Tất cả những cái đó thì bạn hãy chuyển qua bằng nút mode và dùng hai cái nút reverse và nút forward ở bên cạnh này để các bạn có thể chỉnh những cái chức năng mà mình mong muốn đó. Forward là tiến lên, còn reverse là lùi lại đó, rất là dễ như vậy thôi. Và các bạn xác nhận những cái gì các bạn vừa chỉnh bằng nút adjust đó. Vâng, và sau khi mà các bạn chỉnh thì cái kim giờ phút nó sẽ xoay trở về đúng cái giờ điện tử. Và ở phần nắp lưng của chúng ta nó sẽ có các cái thông tin như là chống nước ở mức 200m, được lắp ráp tại Trung Quốc, sử dụng mẫu máy của Nhật Bản, Japan Movement, và lắp nắp lưng bằng thép không gỉ, stainless steel back. Và cuối cùng đấy chính là cái anti-magnetic, là cái chống từ này, và cái cấu trúc shock absorbing structural, cái cấu trúc chống lực hấp thu lực va đập, làm nên cái khả năng chống sốc cho đồng hồ G-Shock. Vâng ạ, đây là chiếc G-Shock của A100C 4A của chúng ta đó. Và cái khóa này là bằng thép không gì, và nó được mạ mờ rất là đẹp đó, 100C 4A. Vâng ạ, đây chính là mẫu G-Shock mới nhất và mới cập bến Belo ngay trong buổi chiều ngày hôm nay thôi. Và khi mà các bạn mua chiếc G-Shock GA100C 4A này thì các bạn sẽ được tặng đi kèm với cả một cái thẻ thay pin G-Shock miễn phí trọn đời đấy tại Belo đó. Và thêm nữa là bạn sẽ được tặng những cái chiếc vòng đeo tay G-Shock với rất rất nhiều các màu sắc này đó. Các bạn có thể phối thêm cùng chiếc G-Shock này với những chiếc vòng này để tạo ra những cái bản G-Shock đặc biệt hơn đó, có điểm nhấn hơn, có chất riêng của các bạn hơn đó. Và các bạn có thể chọn được rất là nhiều các cái màu này, thì các bạn hãy inbox cho Belo đó, để cho nhân viên bán hàng Belo khi mà các bạn đặt mua đó, để chúng tôi có thể gửi đúng cái màu mà bạn mong muốn đó. Vâng ạ, và tất cả các mẫu G-Shock tại Belo thì sẽ đều có cái tem vàng chống giả lấp lánh ở phía sau này, nó giúp cho các bạn yên tâm là mua được sản phẩm chính hãng với chế độ bảo hành quốc tế cũng như là toàn quốc tại Việt Nam, với thẻ bảo hành này, với con dấu của Belo này, để giúp cho các bạn được bảo hành quốc tế cũng như là toàn quốc tại Việt Nam đó. Vâng ạ, và mình rất là mong mời các bạn qua trực tiếp Belo 46 Lê Thái Tổ, bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Còn nếu mà các bạn không tiện qua, các bạn hãy liên hệ đến hotline 02466869898 của chúng tôi. Và các bạn có thể truy cập website belo.vn để các bạn đặt hàng với những chiếc mẫu đồng hồ G-Shock liên tục được cập nhật tại Belo Lê Thái Tổ. Vâng, và mình rất là mong nhận được nhiều sự ủng hộ của các bạn. Và tất cả những cái comment và tất cả những cái inbox thì bên mình cũng sẽ cố gắng giải đáp trong thời gian sớm nhất. Và mình cũng sẽ cố gắng làm nhiều nhất, giới thiệu cho các bạn được đầy đủ nhất, nhiều nhất những mẫu G-Shock mà mình có thể. Vâng ạ, và tiếp theo mình sẽ xin giới thiệu những cái phiên bản G-Shock GA1000 và GA1001. Vâng, rất là mong các bạn tiếp tục đón xem cùng Belo. Vâng ạ, xin chào và gặp lại.